Bực mình quá. Nhà này riết rồi bây giờ nó vắng tanh như là cái nhà ma vậy đó. Khát nước mà kiếm nước nước uống cũng có nữa. Vợ con gì mà chán quá. Chồng con gì mà điện đốm trong nhà hư nói cả tháng trời nay rồi, mấy tháng luôn á, không hề nhúc nhích gì, nóng được gần chết luôn. Thiệt á, đi làm đã mệt rồi, về nhà còn gặp kiểu này á, chết còn sướng hơn. Cằn nhằn ai vậy hả? Ông chứ ai. Cái gì? Làm gì cằn nhằn tôi? Tôi chưa nói tới bà đó nha. Tôi thì sao? Bà làm vợ kiểu gì vậy hả? Giờ này cơm nước không có, khát nước gần chết nè, trong tủ lạnh không có một miếng nước uống nữa. Bà làm vợ kiểu gì vậy? Kiểu 2008, được không? Kiểu 2008 là kiểu gì? Thời buổi này là thời buổi văn minh hiện đại rồi ha. Tôi cũng phải đi làm, đầu tắt mặt tối. Tôi đâu có phải ở không đâu. Làm như tôi ở không ngồi chơi xơi nước không vậy? Bà đi làm chắc tôi thất nghiệp quá. Bà nên nhớ là chuyện ngoài xã hội là của đàn ông, còn chuyện trong nhà là của đàn bà. Nghe chưa? Tôi đâu có rảnh mà lo ba cái thứ vặt vãnh trong nhà. Ông bận lắm phải không? Tôi cũng đi làm, tôi không có ở không đâu mà cơm dưng nước rót cho ông. Mệt quá. Bà nói vậy, không lẽ cuộc sống hai chồng mình cứ vậy hoài? Chứ giờ sao? Đi làm thôi đi, đi về nhà giùm cái. Suốt ngày cứ thể đi làm rồi cái đi nhậu, đi làm rồi cái đi nhậu. Ở nhà ông giúp được cho tôi cái gì đâu mà nói. Tôi không đi nhậu, tôi về nhà làm gì? Nhà không có cơm, nước gì trên. Tôi về tôi chết đói hả? Ông không về cho nên tôi không nấu. Bà không nấu cho nên tôi mới không về. Tại ông không về cho nên tôi mới không nấu. Nấu không biết ông về giờ nào ăn, giờ nào không ăn. Riết là tôi ăn cơm nguội vậy sao? Bà ngang không? Chứ giờ sao? Bây giờ ông tính làm sao? Giờ ông muốn làm sao? Giờ đói bụng ngồi cãi phải không? Tôi không có rảnh đâu mà cãi lộn với bà. Tôi cũng không rảnh đâu cãi với ông. Bực mình. Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đi đâu vậy? Đứng lại. Đứng lại. Đứng lại. Bà làm gì vậy? Tôi kiểu đứng lại sao đi vậy? Hả? Rồi đứng lại nè. Bây giờ bà muốn cái gì? Hả? Tôi không có muốn gì hết á. Vợ chồng về đang tranh luận với nhau chút xíu tự nhiên bỏ đi là sao? Thôi bây giờ vậy, để cho công bằng á, tôi không đi làm, bà không đi làm. Ừ. Ai cũng là kiếm ra tiền hết trơn á. Đương nhiên. Bây giờ hai đứa mình hùng tiền lại. Làm gì? Mướn người làm. Mướn người làm. Ừ. Được không? Thôi quyết định vậy đi. 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 Chờ tôi với. Chờ cái gì? Gì vậy? Bà đi không lo đóng cửa gì trơn. Ông mắc cười quá. Ông đàn ông trong nhà thì đóng cửa chứ làm gì kêu tôi. Bà đi xuống đóng. Ông đi xuống đóng đi. Bực mình. Đi đi. Con vợ này chết luôn. Bà ơi. Dạ. Đứng con nhà tôi đi à. Ê đứng lại, đứng lại, đứng lại. Ê ê ê. Đi đâu, đi đâu vậy? Đi công chuyện. Công chuyện gì ông? Nhìn ăn bẩn biết đi nhậu phải không? Nhậu gì? Đi công chuyện mà. Nay là chủ nhật mà công chuyện gì hả mệt không có đi đâu á, để tôi đi nè. Bà đi đâu? Bà đi mua đồ. Mua đồ hả? Ừ. Cái bồ mua đồ khỉ móc á. Gì vậy? Đi làm tóc, làm móng thì nó đại đi. Bà đó hả? Tuần nào cũng đi làm tóc á, làm móng cả ngày, không có về. Bởi vì sao ơi, để tôi đi. Đứng lại. Đi mà bà làm đi, cái gì? Đi, tôi nói chuyện gì hết rồi đi. Có một ngày chủ nhật ở nhà cho người ta đi làm đi. Đàn ông thì ở nhà giữ nhà cho tôi đi. Cũng cho đi nữa. Tôi mệt ghê, giờ không cho đi phải không? Để khỏi nhà hết, khỏi ai đi, vậy đi. Bà biết nói chung một tuần có một ngày chủ nhật thôi. Tại sao bà không để tôi đi? Vậy sao không để tôi đi? Ông mắc cười quá. Không hiểu nổi ông á nha. Hai vợ chồng có trong nhà thôi à. Mà chuyện gì cũng dành qua dành lại, không ai nhường ai hết trơn là sao kỳ vậy? Từ chuyện lớn cho tới chuyện nhỏ. Bà nói nhường, bà có nhường tôi không? Đó,
Giỏi quá, tôi nhường cho ông cái chuyện từ đường của anh hai đó. Nhà từ đường của anh hai rồi giải quyết đi. Sao bà biết tôi không giải quyết? Không giải quyết sao ông thấy động tĩnh gì vậy? Tôi gọi luật sư rồi. Không lẽ tôi gọi tôi phải nói cho biết hả? Chừng nào người ta tới? Bữa nay nè. Vậy sao không chịu nói sớm? Mệt ghê à. Kêu cà ràm ràm tối ngày mà. Chuyện cần thiết là trước mắt không lo. Chuyện gì? Mướn người làm. Nói tối hôm qua là gọi rồi sáng mai tới mà chờ rồi chưa thấy nữa. Sao ông biết tôi không lo? Bà lo đâu? Không lẽ tôi lo tôi báo cáo với ông à? Cười quá. Nín để tôi đi gọi điện thoại tôi hỏi còn chừng nào người ta tới nè. Bây giờ mới gọi, bà không làm gì hết trơn á. Nói lo rồi. Sáng sớm bắt tôi dậy sớm, có bụng người chết. Alo. Dạ dạ, trung tâm giới thiệu người làm à? Dạ dạ. À, tới chưa? À, tới rồi hả chị? Dạ dạ dạ, cảm ơn chị nha. Dạ dạ, rồi rồi. Sao rồi? Đang tới. Đang tới hả? Ừ. Đón khách mà khóa cửa vậy là sao? Đi ra mở khóa lên chờ ta tới đi. Thì thấy cửa khóa đi ra mở giùm cái đi. Bà không có tay hả? Trời ơi, sao chuyện gì trong nhà cũng tôi vậy? Vậy chứ ông làm đàn ông làm gì? Đi ra mở cửa thôi mà cũng nạnh hẹ với vợ nữa. Tôi là đàn bà con gái. Trời ơi, lấy chồng mấy chục năm rồi mở miệng ra là con gái. Thôi được rồi, khỏi. Chừng nào tới mở. Vậy đi. Giờ có người làm đỡ biết bao nhiêu. Chào ông bà. Ủa tới rồi hả? Tới dạ, rồi. Ở đây. Hả? Thôi. Dạ. Ủa sao không đi cửa trước đi cửa sau? Dạ tôi ít thích dùng mặt tiền, tôi thích dùng mặt hậu hơn. Cứ sao mở chắc quá. Từ đây khóa cứng ngắt. Dạ xin lỗi cho tôi hỏi thăm chủ nhân của ngôi nhà này là ai? À, vô tới nhà thì biết ai là chủ nhà rồi. À, vậy không nhiều khi chủ nhà đi vắng người làm ở đây thì sao? Nói nhiều quá. Nói bà đó. Vậy mệt đó. Tôi là chủ nhà. Dạ chủ nhà là tôi đây. Hai ông bà là chủ nhà. Dạ. Rất hân hạnh được gặp ông bà. Dạ. À, tôi đang muốn gặp chủ nhà. Dạ. À, tôi xin gửi tấm danh thiếp của tôi. À, gửi ông bà nghiên cứu vào đây. Trần Văn Tám. Dạ Trần Văn Tám là tôi. Ủa sao gọn lõm không có gì kèm theo? Dạ có Trần Thị Chính là em tôi nữa nhưng mà nó ở nhà nấu cơm tôi không ghi. Dạ. Không có số điện thoại gì hết. À, dạ không, ai cần thì tới nhà gặp mặt, không cần điện thoại. Nếu ông bà là chủ nhà mời ông bà ngồi. Cảm ơn. Cứ coi như nhà này là nhà của tôi. Không, nhà của ông bà. Ngồi đi. À, bữa nay tôi tới đây là tại vì bên công ty điều tôi đến để liên hệ với ông bà một số công việc. Dạ. Trời ơi, cái máy này bự. Này tivi hay là máy chơi game vậy? Dạ cái này là laptop. Một loại là vi tính sách tay. Nó to quá. Dạ, nó to đó là cái sở thích của tôi. Khi tôi dùng cái máy to này tôi không cần tập tạ. Dạ. Nhiều khi công việc bận quá không có thời gian đi tập tạ thì sách nó thế vào. Dạ. À, bây giờ xin phép ông bà chờ tôi chút. Dạ. À, bây giờ xin phép ông bà chúng ta bắt đầu vào công việc. Dạ. À, cho tôi hỏi thăm là ông nhà tên gì? Dạ, tôi tên là Lê Văn Chắc. Lê Văn Chắc. Dạ. Lê Văn Chắc. À, còn bà chị? Dạ, Trần Thị Mót. Trần Thị Mót. Dạ. Hai vợ chồng Chắc Mót hay gì xây cái nhà bự quá. À, dạ, anh bao nhiêu tuổi ạ? Dạ, 40 ạ. Dạ, 40. 40 chứ không phải là... Sao 40 được? Dạ. 40 thiệt. Dạ 40 à. Dạ. 40 chứ. Ủa 40, 40 đâu có khác gì đâu không? Dạ, dạ không, nhưng mà ghi vô đây nó khác. Ví dụ 40 thì ghi số mà 40 thì phải ghi bằng chữ. Phức tạp quá vậy. Dạ rất là phức tạp. Khi dùng vấn đề vi tính thì nó rất là phức tạp. Còn bà chị? Ờ dạ dạ 35. 35. Dạ. Có đúng gì? 35 không? Dạ đúng 35 dạ. Có gì khó khăn không ạ? Dạ không. Đang làm cái tên của chị, cái tuổi của chị nè. Ủa, cái tuổi quả sao phải làm? Dạ dễ mà. Rồi phải vẽ nguyên con dê nè. Trời ơi. Rồi, con mắt nữa xong, rồi xong. À, anh chị được mấy người con? Dạ chưa có cháu nào. Không, tôi hỏi con chứ tôi không hỏi cháu. Dạ, 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 dạ chưa có đứa con nào. À, quan hệ gia đình của anh chị có ai ở chung với anh chị không?
Dạ không có. Bà sao giận hoài vậy bà? Để tôi nói. Dạ không có. Tức là gia đình dòng họ nội ngoại không ai ở đây. Dạ. Chỉ có hai vợ chồng. Dạ. Chỉ có hai vợ chồng. À, quan hệ xã hội, anh chị quan hệ bạn bè có rộng rãi không? Dạ, này để tôi nói. Dạ, vì có, rất là nhiều. Bạn bè đồng nghiệp rất là nhiều. À, bạn bè đồng nghiệp nhiều. Người ta có thường đến đây chơi không? Dạ có, thường xuyên. À, đến đây chơi có thường hay ở lại đây không? Dạ. Tới chơi thôi chứ không có ở. Dạ. À tốt. Dạ. Tới chơi xong rồi đi về. Dạ. À, ngôi nhà này được bao nhiêu mét vuông? À, dạ 900 mét vuông. Gì vậy? Không. À, có hai vợ chồng mà ở ngôi nhà lớn quá tôi giật mình. À, bà không nói lộn bà. 900 mét. À, không. 90 mét. 90. À, dạ 90 mét. Dạ. 90. À, nhà này gồm bao nhiêu phòng thiết kế của cái ngôi nhà này? Dạ, này để tôi nói. Bà nói. Dạ, căn nhà này gồm có một phòng khách. Một phòng khách. Một phòng ngủ. Một phòng ngủ. Một phòng ăn. Một phòng ăn. Bốn toilet. Chà, nhà này thiết kế lạ. Dạ sao ạ? Không, nhưng mà cũng hợp lý, rất là logic. Dạ. Dạ. Không cần ngủ, chỉ ăn với đi toilet không? Cũng vừa vặn. À dạ. À rồi cho tôi hỏi là ở trong gia đình á, trong cái ngôi nhà này mình có cái sử dụng thêm cái những cái vấn đề mà sinh hoạt hàng ngày gì đồ gia dụng đó, đồ gia dụng. Dạ ý ông là ví sao? Ví dụ như là máy giặt, máy sấy có. Hút bụi. À có. Dạ, cho tôi biết luôn. Đầy đủ hết. À, máy giặt, máy hút bụi, máy lạnh, máy nước nóng, máy nước lạnh. Dạ đầy đủ tiện nghi. À nói chung là tốt. Dạ. Tốt. À và xin cho tôi biết một cái điều nữa là cái giờ giấc của ông bà là nó có chuẩn xác hay không? Cái giờ giấc công việc làm đi ra đi vô trong cái nhà này. Nói thiệt cái này thì nó hơi không có căn bản lắm. Lộn xộn. Không, nhưng mà bây giờ tôi muốn làm việc cho nó kỹ càng hơn là phải quyết định cái giờ giấc như thế nào chứ. Dạ, chắc sau này phải. Dạ. Như vậy thì để sau này chúng ta hợp tác thì tôi biết về cái giờ giấc của anh chị như thế nào. Dạ. Để tôi dễ làm việc. Dạ, để từ từ điều chỉnh lại. Dạ. Tiếp theo là vấn đề thu nhập. Bây giờ tôi xin ông bà cho biết là cái mức thu nhập của anh và chị như thế nào? Dạ, tôi thì một tháng làm khoảng 4-5 triệu. Còn bà thì khoảng 3 triệu gì đó. 4-5 triệu cộng 3 triệu thì khoảng 7-8 triệu. 7-8... Xạo, cái đó là tôi không bao giờ tính được. Dạ thiệt mà. Thiệt. 8 triệu đồng mà lại xây cái nhà to như vậy. Trời. Dạ cũng nhờ chắc mó. Ờ quên, cái đoạn này tôi quên. À, tôi quên, nhưng mà có ghi trong cái dữ liệu. Xong. Dạ, nói chung là mọi cái dữ liệu là tôi đã nắm rồi. Thật sự ra thì hy vọng rằng chúng ta sẽ hợp tác lâu dài và hợp tác trong vui vẻ. Cảm ơn anh chị rất là nhiều. Cảm ơn sự hợp tác của anh chị và hy vọng cái sự hợp tác của chúng ta sẽ lâu dài. Ủa, hợp tác à? Hợp tác. Ủa nãy giờ đâu biết làm. Ủa xin lỗi vậy. Ủa? Hợp tác về vấn đề gì ạ? Dạ nói chung là trên công ty cử tôi xuống. Cử đại diện xuống đây. Là để làm việc cho anh chị. Làm cái gì ạ? Nói chung là xuống ở đợ. Ở đợ hả? Ở đợ thôi. Ở đợ mà nãy giờ làm giọng thấy mắc ghét à? Làm cái điều tra dữ vậy? Điều tra thì đặng biết sắp xếp việc làm. Có cần thiết mà dữ vậy không? Trời ơi, điều tra thu nhập thì tôi tá lả một bên đó nè. Thu nhập đặng coi mình có nắm được cái mức lương hay không. Mất thời gian quá đi. Quay đâu mất thời gian. Sao nãy giờ đánh vô chứ dữ vậy? Mất công quá vậy. Nói đại lỡ đỡ đi từ đầu đi. Nói chơi cho nó đen thui nè, có thấy mẹ gì đâu. Quanh chơi cho vui chứ không lẽ ngồi không làm gì. Bây giờ nói chung là có nhận hay là không thôi. Nhận. Bây giờ bắt đầu có thể làm việc từ bây giờ đi. Ngay từ bây giờ. Ngay bây giờ hả? Không, tôi làm việc rất nguyên tắc. Anh chị cho tôi 10 phút sau tôi sẽ trở lại. Ủa đi đâu vậy? Đi trả bộ đồ mới mướn. Trời đất ơi. 10 phút
10 phút sẽ trở lại. Tại bà hả? Sao tại tôi? Sao nãy giờ tôi tưởng luật sư của bà? Luật sư của tôi gì? Còn nãy giờ tôi tưởng luật sư của ông. Sao bà không nói tôi biết? Sao không chịu nói tôi biết? Bà có ngày lộn xộn mà. Ông mới lộn xộn á. Nãy giờ nó hỏi tôi, nó hỏi cùng tôi nữa. Làm tôi cũng hết hồn hết vía. Tôi mệt rồi quá. Nhận đại đi ha. Dĩ nhiên rồi. Nói rồi. Hay, cũng gần tới giờ rồi. Anh thử gọi tới đâu. Khi tình yêu đến dắt ta đến bờ bên là khi ta hết tiền nhịn ăn có gì đâu là 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 hết hồn hết vía. Làm gì vậy? Canh giờ. Canh giờ là sao? Bữa nay bà về rất là đúng giờ. Ừ, thì sao? Có lời khen bà. Cảm ơn. Tôi phải theo dõi bà từng giây từng phút, coi thử công việc của bà, bà về có đúng giờ đúng giấc hay không. Đó là trách nhiệm của tôi. Mệt quá. Đi đâu hả? Đang nói chuyện bà bỏ đi đâu? Mệt quá, lên trển nghỉ một chút cũng được hay sao? Bà ngồi xuống đó. Trời. Giờ này không phải là giờ nghỉ ngơi. Mặc dù tôi là người làm thiệt, nhưng tôi quản lý giờ giấc của bà. Giờ này không phải là giờ bà nghỉ ngơi. Giờ này bà đi tắm rửa. Tắm rửa xong bà ăn cơm. Ăn cơm xong bà đi dạo một vòng. Rồi bà về bà ngủ. Anh Tám mà nói thiệt nha. Nhìn anh á, người ta tưởng anh là ông chủ, còn em ở đợ đó. Vừa phải thôi nha Tám. Nha. Tôi thấy anh làm được việc cho nên tôi mới nhịn nhục anh mấy tháng nay để cho anh ở trong căn nhà này làm việc. Hả? Đừng có được nước mà làm tới à nha. Cái chuyện sinh hoạt riêng tư của tôi anh cũng xía vô làm sao? Nói nghe nhà mốt. Trời đất ơi. Nói chơi nghe thôi nha mốt. Tại mình làm được việc nên mình mới chảnh nha mốt. Nhưng mà vừa phải thôi, quá ai mà chịu nổi. Sao cái gì đâu quá. Cái đó là đúng luật thôi. Bây giờ nếu không thích, sẵn sàng bước chân ra về. Một cái túi bước chân ra đi, không mơ một lời từ giả. Thôi. Nói động tới cái đòi bỏ đi là sao? Người làm giờ sao mà khó quá. Đúng. Chứ câu đó nói rất đúng. Người làm thì rất là nhiều, nhưng làm được việc rất ít. À, không thích thì mình nghỉ thôi. Là sao? Bây giờ mà không thích thì tôi nghỉ, tôi đi. Thôi. Làm ghê quá. Thì tôi đi làm về mệt quá rồi, tôi lỡ lời vậy thôi, làm dữ vậy. Nó động tới cái đồ nghỉ. Gì vậy? Gì mà mặt vàng quá vậy? Nghiên cứu thể hình. Thể hình tôi sao? Nói chung là tới bây giờ tôi mới phát hiện ra. Phát hiện gì? Lúc đầu tiên vô thì tôi cũng có thắc mắc. Tôi nghĩ là một người đàn bà đẹp như cô Mốt đây. Cảm ơn. Giỏi giang như cô Mốt đây. Mà tại sao chồng lại bỏ đi nhậu mà không biết giờ giấc và không muốn quay trở về ngôi nhà này? Bây giờ thì tôi đã phát hiện ra. Tám, Tám phát hiện gì vậy? Nói chung là cũng sắp nghỉ việc rồi. Thì nói những cái điều đó ra làm gì để cho người ta đồn mình là nhiều chuyện. Ôi trời ơi, cứ đòi nghỉ việc hoài à. Nghỉ gì được mà nghỉ thôi. Xin lỗi đi. Đừng có đòi nghỉ nữa mà. Thôi nói vụ mà biết lý do sao không bỏ tôi. Cái này nè, tôi nói cho cô nghe. Đây là cô năn nỉ tôi ở lại tôi làm nha. Chứ cũng không sướng ít gì ở lại đây làm đâu. Thôi coi như tôi năn nỉ đi. Bây giờ tôi nói là cô năn nỉ tôi ở lại à. Được. Ở lại tôi mới nói chứ còn đi là tôi không có nói à. Nói đi, sao? Nói chung là nhìn trên người của cô đó. Sao? Đàn bà thì phải cần có sự cân đối nhưng mà cô thì hơi bị lép. Lép hả? Chỗ nào? Nói cái lời tôi đi cải thiện liền. Thời buổi hiện đại bây giờ 30 giây. Nói chung là chỗ to chỗ nhỏ. Không đều. Ê Tám, coi được không? Nhìn có ghê lắm không? Làm sao mà nhìn ra? Mắt thường không có nhìn ra được đâu. Mệt quá à, chứ làm sao? Chỉ có những người mà ở trong nhà mới có thể nhìn ra những cái khuyết điểm của cô. Ở trong nhà? Tại cái chỗ nó rất là kín đáo. Là sao không hiểu? Mệt bà quá. Sao bà ăn rồi bà đi học, rồi bà đi học xong bà đi làm, mà sao đầu óc bà để tàu hũ ở trong cổng không?
Thì nói tắt ngang vậy ai mà hiểu. Nói chung á là có ai mà đụng chạm vô trong đó thì mới biết cái chỗ mà bí hiểm của cô. Cái chỗ khuyết điểm của cô là cái chỗ bí hiểm. Mà chỉ có ai va chạm hoặc là nhìn sâu vào trong đó thì mới biết thôi. Ghê. Nó ghê. Ghê không? Ghê, rất ghê. Phải va chạm. Phải đụng chạm đó. Phải ở chung đó. Phải gần gũi. Đúng. Mới biết chứ gì. Đúng. Trời ơi, cái đồ sạc sở. Cái gì vậy? Tại hả? Tại sao dám rình mò tao hả? Hả? Trời ơi, trời. Cái gì vậy? Nói cho bà nghe nè. Sao? Nó làm cái gì kỳ cục vậy? Mới nói gì đó. Sao tự nhiên quánh tôi? Ai xàm xó nào? Vậy sao họ rình mò người ta? Nè, bà làm gì làm á, bà đừng có đụng chạm tới danh dự của tôi nha bà mót. Danh dự gì mà danh dự họ rình mò người ta? Ai đi rình mò bà hồi nào? Không rình mò sao biết cái chỗ kính đáo của tôi? Rình mò bà cho tôi mửa hả? Chứ sao biết? Ăn đây là còn không tiêu ra nè. Bao nhiêu thức ăn đó là nó còn không thâm nhập được vô thân thể của tôi. Tôi nhìn bà cho tôi mửa ra hết là cho tôi chết là chi? Vậy chứ ý chứ anh nói vậy là sao? Tôi nói cái chỗ kín đáo của bà là cái gì? Cái gì? Là cái tính tình của bà. Đàn bà gì đâu mà dữ như con quỷ. Nói bà đừng giận. Chỗ cái ăn người làm nói một lần rồi ra đi cũng được nè. Đàn bà gì không có cái tính hết dịu dàng. Ăn rồi thô lỗ cọc cằn nạnh hẹ với chồng từng ly từng tí. Con người như vậy có nghĩ là phải là con người hay không? Từ xưa ba má dạy con như thế. Nói chung là bị bức xúc quá nên hơi bị lố. Nói nhưng mà cô nghĩ lại con người cô coi. Tôi nói có đúng không? Đàn sao bà thì phải có cái tính đàn bà. Hung dữ quá là quên mất cái trách nhiệm làm vợ của mình. Bởi vậy ổng bỏ ổng đi hoài là đúng rồi. Ổng về cái nhà đi âm trì địa ngục quá làm sao ổng ở được. Ý nói là cái vụ đó đó hả? Cái gì? Chứ phải vụ kia hả? Vụ gì? Nói nghe nè. Gì? Xin lỗi lần nữa nha. Bà ăn rồi mà cứ xin lỗi hoài à. Thì chứ tại người nó làm việc mệt mỏi nóng tính quá. Nhiều khi nó hơi bực bội hồ đồ chút xíu. Xin lỗi nha. Nhưng mà ổng mà lỡ như có gì á, chắc tôi chết mà. Giờ sao ta? Hối hận rồi phải không? Thì đương nhiên. Bây giờ bà nghe lại tôi đi. Được không? Tôi chỉ cho bà là bà cải thiện nguyên cái gia đình bà liền. Thiệt hả? Hay. Tin không đó? Thiệt. Nói đi. Tôi ở lại làm phải không? Thì cứ ở lại đi. Ở lại làm mới nói à. Cứ ở lại rồi Tám muốn cái gì mà chiều cái đó. Nói nhỏ cho nghe thôi nghe. Bà tắm chưa? Mới làm về sao tắm được. Hèn gì hơi có mùi nặng lắm đó nha. Ây, vô duyên quá. Chút phụ nữ quan trọng là phải quyến rũ chồng, phải rù quến chồng bằng cái hương sực nức. Còn trong khi đó bà hương bà như kinh nhiều lọc vậy má. Nghe được rồi, đủ rồi Tám. Mình về nói cái vụ kia đi. Lẹ đi. Được không? Cũng là không tin tưởng, gặp mắt bà không tin tưởng. Bà suốt đời không ai tin tưởng bà là vậy. Thì giờ coi như tôi tạm tin cứ đi được chưa? Cứ theo kế hoạch của tôi mà măng. Ừ, vậy đi. Nhớ cái chưa? Ừ. Alo, alo, alo. Lòng dài bà phê không à. Bà đi măng à. Tang 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 yeah, bye bye ha ha ha, ba bye bye a a ba a a a. Trời đất ơi, mày làm gì vậy Tám? Điếc hả? Cái gì điếc? Nhìn thấy cái gì đây không? Điện thoại. Đúng, đây chính là điện thoại. Hồi nãy tôi đang làm gì? Nói. Đúng, nói điện thoại, đơn giản như một con bé. Trời. Biết rồi nhưng mà mày nói điện thoại với ai? Tại sao lại tò mò? Bỏ cái tính tò mò đó đi. Trời đất ơi. Làm cho kẻ ăn người làm người ta nổi điên. Trời đất ơi. Mày có điên không vậy? Không điên. Mày ở trong nhà tao mà nói điện thoại rồi tao hỏi mày nói tao điên hả? Bây giờ mày nói tao biết mày nói chuyện điện thoại với ai? Ông đừng có nói tôi điên, tôi mới nói cho ông nghe. Thôi được rồi, mày tỉnh. Mày tỉnh quá đi. Nếu tôi tỉnh tôi sẽ nói cho ông nghe một câu rất là tỉnh táo. Ông tò mò quá. Chuyện nói chuyện điện thoại là chuyện của tôi. Mệt trong quá nói chuyện với bà chứ nói chuyện ai? Ủa? Nói chuyện với bà hả? Đúng rồi. Bà
Bà có nói gì không? Bà nói rất là đơn giản. Bà nói là ông cứ ăn cơm trước đi, tối nay bà không về. Trời ơi, mày nói thiệt không mày? Từ xưa giờ ông thấy có tôi có nói dốc câu nào không? Trời ơi, không bao giờ nói dốc. Bà này bà gan quá rồi. Bà nói á, là đi về nhà nhìn ông bà bực bội, bà nằm bên cạnh ông không thôi, mà buổi sáng là bà dậy không nổi là tại vì sao? Mùi rượu của ông đập vô trong mặt bà hít nguyên cả đêm, sáng mai bà xỉn nhiều hơn ông. Tôi về nhà tôi buồn quá, tôi phải đi nhậu chứ sao mày? Buồn cái gì? Tôi nói cho ông nghe nè, ông có con vợ được quá vậy mà sao ông ăn ông đi nhậu hoài á? Nè, tôi thấy lông rài bà thay đổi dữ lắm. Thay đổi sao? Thiệt, thay đổi dữ lắm. Bình thường ông thấy không, bà xài màu son màu hương thôi, bây giờ bà xài tới căm lửa rồi. Mới mốt bà xài tới màu vàng chanh là cái mặt ông còn xanh hơn là trái chanh. Trời ơi, tôi nghi nghi mình lông rài ha, xịt cái mùi dầu thơm lạ lắm. Ngày xưa cái mùi nước hoa bà xài đó là bà xài mùi xịt phòng thôi. Sau một thời gian tôi chê bà nhiều quá, bà chuyển qua là bà bây giờ bà dùng chai xịt dán để bà xịt. Trời ơi, sao kỳ cục vậy? Ông thấy ghê không? Hả? Không có đàn bà nào mà can đảm mà xịt nước xịt dán lên trên người mà ra đường. Quá thay đổi rồi. Là thay đổi, ông công nhận bà thay đổi không? Tính khi bà là thay đổi. Bây giờ coi chừng đó. Coi chừng mất sao? Vợ có ngày. Trời ơi, tôi không phải tôi nhiều chuyện đâu. Hả? Nói cho ông nghe thôi, thiệt. Ông phải thay đổi đi. Ừ, thay đổi cái gì? Có người ông về là mất vợ. Sẽ có một ngày sẽ có một người ôm hận và khóc. Sao em ra đi bỏ anh lẻ loi trong xót xa. Trời ơi, xa vắng rồi còn đâu bao thì bỏ anh đi mất. Trời đất ơi, tôi đang rầu gần chết rồi mày còn hát nữa hả Tám? Giờ ông muốn giữ ba không? Dĩ nhiên là muốn rồi. Ngồi đây, ngồi im đây, tĩnh tâm, nghe thầy chỉ cho một vài chiêu. Đâu, chiêu gì? Đưa cái lỗ tai vô đây. Hai vợ chồng có mùi một. Mùi gì? Kinh Như Lộc. Mệt mỏi, đây. Được không? Được. Cái chiêu này là tôi dùng hoài đó. Thiệt, muốn giữ hạnh phúc gia đình là phải dùng cái chiêu của tôi. Chính nhờ tôi dùng cái chiêu đó mà tôi vẫn còn độc thân tới giờ. Trời ơi. Thôi được rồi. Người ngoài lúc nào cũng sáng suốt hơn chuyện trong nhà. Thôi được rồi. Đúng không? Tao nghe là mày. Đó. Quyết định cứ như thế mà làm đi. Cứ như vậy nha. Rồi, quyết định. Trời ơi, kinh khủng quá. Chết. Trời ơi. Ghê thiệt. Cái gì vậy? Cái gì Tám? Cái gì mà ghê gớm vậy? Đang coi giá vàng. Trời ơi, coi thử lên xuống nhiêu nè. Trời đất ơi, ở đợi coi giá vàng mày. Ông thiệt đúng mà không biết nghiên cứu thị trường. Nghiên cứu gì? Mình phải nghiên cứu giá vàng để coi rau muống nó lên xuống nhiêu. Trời ơi, mày rảnh quá Tám. Bà đâu rồi? Bà về chưa? Đang nấu ăn cái chồng á. Đang nấu ăn. Chuyện này lạ quá ta. Chắc là có ý đồ rồi. Cứ theo kế hoạch mà làm đi đi. Ok. Đi. Dạ. Gì vậy? Đâu đây? Không về à? Về đâu? Có nhậu không? Không. Rất là bình thường. Lạ nha. Chắc là có ý đồ rồi. Không. Thiệt. Chứ sao? Bà cứ theo kế hoạch mà bà làm đi. Ok. Nhanh lên. Sao? Bà đâu rồi? Hả? Bà đâu? Đang dọn dẹp phòng rồi. Dọn dẹp phòng? À. Ôi, bây giờ sao? Đang dọn dẹp phòng. Nhưng khi mà người ta thò tay vô người ta dọn dẹp phòng, chắc chắn là người ta phải có cái kế hoạch gì đó. Coi chừng dọn đồ đi luôn. Ông cứ theo kế hoạch của tôi, ông làm đi. Đi đi. Trời ơi. Ok. Đi đi. Nè, ông mới nói gì? Đi thay bóng đèn nghe ông rồi. Thấy chưa, tôi nói mà không tin. Hồi đó tới giờ không bao giờ làm mấy cái chuyện đó. Không bao giờ làm, bây giờ làm mới là chuyện lạ. Tôi muốn dỡ sáng.
đúng theo kế hoạch của tôi, bà làm đi. Bà cứ làm chuyện của bà để tôi canh cho. Ok. Đi đi. Trời ơi, chưa có bữa nào sướng như bữa nay. Người làm mà ngồi sai như mấy chủ nhà như con ở luôn. Bà mới hỏi là xà bông để đâu? Vậy thôi hả? Không đơn giản vậy thôi. Đang chuẩn bị tẩy quế. Hỏi xà bông để đâu là đang chuẩn bị tẩy quế. Mất cái mùi kinh như lọc là bả ra ngoài đường bả ở liền. Không phải kêu kế hoạch của tôi, làm. Làm đi. Ồ, ok, ok. Đi đi. Trời ơi, chết rồi. Chết. Cô này chết. Có tivi cái coi. Thôi, để ngồi điều khiển đi. Mình bây giờ là điều khiển từ xa. Bà chị xanh lè. Đi giặt đồ rồi. Bỏ ôi, đồ vô máy giặt rồi. Trời ơi, chưa bao giờ làm chuyện đó nghe. Đúng. Bữa nay làm luôn. Làm luôn mới ghê. Nè, nghe lời tôi lát hồi ấy. Giặt vừa xong, hốt đồ giặt phơi liền. Hốt đồ giặt phơi. Đó. Đi đi. Trời ơi, hay quá. Chóng mặt luôn. Mày chạy lên chạy xuống không tan mỡ mới lạ nè. Vô đây. Nhanh lên. Đuối rồi không? Bả đi lấy đồ giặt bả phơi luôn. Trời ơi, chuyện lạ quá vậy ta. Bả phơi như vậy là bả sẽ lựa đồ nào của bả lấy. Đồ nào của ông bả quăng. Thôi bây giờ cứ theo kế hoạch của tôi mà làm. Ok. Theo nữa hả? Lên luôn. Ok. Từ nay cho đi ông lên luôn rồi. Có bò cũng ráng nha. Ừ. Xanh nước biển. Có. Lên xong chưa? Bà xong chưa? Từ từ. Chậm chạp quá. Rồi xong hết rồi. Cơm nước xong hết rồi. Đúng rồi. Dọn lên. Dọn. Dọn đâu? Đây hả? Dọn đây tao nội bà. Chứ dọn ở đâu? Bà dọn nồi cơm qua phòng bên đông. Rồi dọn nồi cá qua phòng bên tây. Chạy qua chạy lại mệt lắm. Nhà này hai phòng ăn nhức đầu quá. Dọn chỗ đi. Dọn lại một chỗ. Ừ. Dọn toilet đi. Không. Trời ơi. Toilet 4 phòng lận. Ừ. Bây giờ dọn phòng bên đông đi. Bên đông à. Mặt trời lên nó hừng hơn. Là phòng nào? Phòng bên đông là phòng đằng trước. Phòng đằng trước bà có hai cái phòng ăn. Bà suy nghĩ đi. Đi vô phòng. Rồi đi. Hai ba lăn luôn nè. Thằng mập lăn luôn. Mập là lặng luôn, nó lết luôn. Ôi, trời ơi, mệt quá mày ơi. Anh đi, ông đuối quá rồi. Do ăn nhậu mà đuối. Sao? Bà dọn cơm rồi. Dọn cơm hả? Bà dọn cơm luôn rồi. Chuyện lạ quá. Lên trên. Hay chừng nào tôi kêu xuống là ăn. Cái gì? Lên trên. Lên rồi hả? Mày không lên mày chui ra một khi mày núp đi. Ok. Nhiều đó mà leo không nổi đòi leo núi hả mày? Sợ. Đi lên nhanh lên. Được rồi. Mẹ nó còn bò à thế chứ. Xanh nước biển. Có. Sao? Xong chưa? Xong rồi vô ăn đi. Đi. Chưa từ từ. Sao vậy? Bà núp trong phòng luôn. Chừng nào tôi kêu bà ra bà hẳn ra. Trời ơi có một phòng ngủ ổng ở trong người ta ở đâu? Ra ngoài chừng nào tôi hú rồi vô. Rồi. Nhanh lên. Sóc nâu xuống xuống. Bà, mày đứng sao lên mày. Trời ơi, đứng tìm chết lắm. Nói nhỏ mày nghe. Dọn đồ ăn rồi. Toàn mấy món tôi thích không hả? Tám ơi. Rồi bây giờ ăn nha, mình ăn nha. Sao vậy? Coi chừng có độc. Cái cây gì cục chăm mẹ gì. Ôi cha, không có cái đó trong phim Tàu. Trời ơi, Tám ơi. Bây giờ vậy nè, muốn coi thử có độc hay không gấp cho bà ăn trước. Đúng. Ngồi im đi. Xanh nước biển. Có. Chiều nay tới giờ em phải vô nước biển. Trời hết hồn. Mời bà ăn cơm.
Con mời bà. Cảm ơn. Bà ăn cơm. Mong chú ăn cơm. À, em ăn này trước đi em. À, em ăn trước đi. Gia đình hạnh phúc quá, dễ thương quá. Chà, bữa ăn gì mà phải chi có ớt ngon biết nhiêu ta. Ờ, thiếu ớt. Thiếu ớt nè. Tám. Để em đi lấy. Trời ơi, dịu dàng đến bất ngờ. Càng dịu dàng chừng nào càng phải đề phòng chừng này. Cẩn thận. À. Anh ăn đi. À, cái chén đó chén nước tương hả? Phải chỉ có nước mắm ăn với cái này mới ngon nè. Ăn nước mắm với cái này mới ngon. Không. Để tôi lấy. Mắm này, đó, mắm này chấm cá ngon lắm rồi. Ôi, một bữa cơm gia đình thật là vui vẻ. Ăn đi, mời hai ông bà ăn cơm. Dạ, mời hai ông bà ăn cơm. Thì muốn vui vẻ vậy phải có người chịu về nhà sớm. Đừng có đi nhậu nhẹt này nọ. Có gì đâu. Muốn đừng đi nhậu về nhà sớm á, thì cũng phải có người ở nhà nấu cơm mới về chứ. Muốn có người nấu cơm á thì cũng phải có người về nhà rồi phụ giặt giũ quần áo này nọ các thứ. Chứ tôi đâu có ba đầu sáu tay đâu mà làm hết công chuyện nhà. Chính xác. Thì muốn vậy thì cũng phải có người dọn dẹp phòng ốc sạch sẽ thơm tho tôi mới về chứ. Chính xác. Thấy câu nào cũng đúng. Thì muốn tôi dọn dẹp phòng ốc thì cũng phải có người sửa ổ điện, sửa ống nước đồ chứ. Câu đó cũng chính xác luôn, hay á, câu nào cũng hay hết trời. Ba cái chuyện đó hả? Tôi làm cái mộc. Hay quá, sau đó giờ ông ở nhà làm đi. Trời ơi, tôi nấu cơm cũng mệt mỏi lắm chứ bộ. Ủa? Chứ ai là người sửa điện, giặt đồ, ủi đồ, thay bóng đèn trong nhà này? Ai vậy Tám? Dạ ông. Vậy chứ ông biết ông có cơm ăn này nè. Ở đâu có ăn không? Ở đâu? Bởi vậy. Biết ai đi chợ mua cá về chiên, biết ai lặt rau, biết ai nấu canh, rồi biết ai đi lấy ớt mới nãy không? Ai? Nói đi Tám. Dạ bà. Ba chuyện này tôi làm cái một à. Phải không Tám? Đúng rồi, ổng về hả, ổng lo hả, sửa ống nước nè, ổng lo gắn đèn nè ông nè, ổng cứ lo giặt đồ nè, một tay ổng không đó bà. Đúng rồi. Thôi, trời ơi, không biết làm được mấy ngày đây. Bà làm tới đâu tôi làm tới đó. Hay quá ha, nói vậy được thì mai mốt đừng có đi nhậu, đừng có đi thuộc pizza, ở nhà phụ công chuyện với tôi. Đúng, tôi thấy bà đúng á. Nhưng mà bà cũng bớt rề rà trong mấy siêu thị đi hả. Bỏ cái vụ mà làm tóc, làm móng cả ngày đi chưa. Ở nhà, nấu cơm cho tôi ăn. Dọn dẹp, phòng ốc. Làm được không? Tôi sợ ông sao làm không được. Đó, thấy vậy phải hay không? Bây giờ hai người nói như vậy. Tôi đứng cửa giữa tôi nói gì vậy? Bây giờ cho tôi ào cho tôi nói đi. Đó, tức là hai người chia công việc nhau ra mà làm. Tôi thấy như vậy là đúng nhất, đúng không? Mướn người làm chi cho tốn tiền. Đúng không? Mướn người làm chi cho tốn tiền. Rồi còn mất hòa khí gia đình. Bây giờ với tôi nè, tôi mới bước vô tôi làm. Có phải trong đầu ông có cái sự suy nghĩ là tôi có ý gì với bà để tôi làm việc đó đúng không? Tôi không hề muốn có cái đầu óc suy nghĩ là ăn hai người. Nói chung là tốt. Đó. Bây giờ từ nay trở đi nghe lời tôi đi. Hai vợ chồng á là phải chia công việc cho ra mà làm. Đó. Như vậy nó mới có hòa khí gia đình, hiểu không? À, nghe chưa? Bữa nay á, nhờ có anh Tám ở đây mình mới hiểu rõ cái vấn đề. Phải chi trước đây mà tôi với bà mà hiểu được á thì đâu có cái chuyện mà mỗi ngày phải gây lộn mệt gần chết. Tôi biết rồi, cũng nhờ Tám
này bữa giờ tôi mới thấy đúng ra là mình không có nên cãi cọ nhau hoài, đúng không? Ví dụ gì nữa? Mình phải đi làm về nhà sớm thì mới có thời gian dành dụm chăm sóc lẫn nhau. Chưa kể mình mà làm như vậy mình tiết kiệm được một khoản tiền lớn lắm đó, ông biết không? À, thôi về Tám. À, bữa nay cũng nhờ Tám mà vợ chồng tôi trở nên hạnh phúc hơn. Hiểu đâu có gì. Anh chị hiểu nhau là mừng rồi. Cảm ơn Tám. Thì vợ chồng tôi quyết định vậy, sẽ không cho Tám làm người ở nữa. Dạ. Nói thiệt cảm ơn anh chị đã tín nhiệm đưa tôi lên làm quản gia. Không biết sức tôi có kham nổi hay không. Không, nhà ít người đâu cần quản gia làm chi, không phải? Đúng rồi, không cần. Đừng có nhận tôi làm anh em nuôi nha. Không, hai chồng tôi sống mình quen rồi, không thích sống nhận ai làm anh em nuôi hết trơn á. Dạ. Chứ mận gì giờ ta? Thì quyết định là cho anh nghỉ việc. Vui quá à. Muốn rơi lệ mà rơi không được. Ủa sao vậy? Phản bội. Phản bội. Nhưng không sao, thấy anh chị hạnh phúc là tôi mừng rồi. Tôi đi đây. Tôi sẽ đi khỏi cái nhà này. Anh chị hạnh phúc rồi đó, ráng ăn cơm đi. Đuổi tôi đi là anh chị làm một điều ác ở trường học máu đó. Trời ơi, thôi giỡn chơi chút mà. Làm gì giỡn như vậy, tôi vô đây. Nói vậy thôi chứ ngồi xuống đây đi. Ở lại ăn cơm với vợ chồng tôi. Nói là không phải là cho nghỉ việc luôn, mà là nghỉ cái việc làm công chuyện nhà đó. Mấy cái chuyện lặt vặt này là để cho tôi, cho tôi hưởng phước hả? Đúng rồi. Chị làm tôi bất ngờ quá. Chị sang nước biển. Có gì đâu, Tám là có công lớn lắm đó nha. Làm cho vợ chồng tôi hiểu nhau, vui vẻ, hòa thuận sống với nhau nè. Từ ngày mà có Tám tới vợ, nhà tôi vui quá trời luôn á. Bớt kỳ nhau rồi. Thôi ở lại chơi coi như anh em trong nhà vậy. Chứ lại Tám Tám cũng độc thân mà, đi ra làm chi nha. Ở lại đi ha. Ủa gì cho tôi ở luôn trong nhà này hả? Tức là trong nhà này ba đứa mình là một nhà vậy hả? Ba ăn cơm đi. Trời ơi. Đưa qua con, đưa xuống à. Đó, ừ, đó, đó, đưa qua, đá, đá luôn. Rồi, mà nghe về đá kiểu này sáng ra thôi một độ rồi. Hello, chùa hả? Thắng, thắng cái đầu mày đó thắng. Nè mày nghe mày sáng bắt Madrid nửa trái giờ nó đá hoài, tao ma rớt rồi. Nè, giờ mặt xây nó đá kiểu này nè. Rồi chắc tao mặt đẹp rồi. Làm sao? Tối nay em mu nó đá hả? Thôi khỏi đi. Nó đá tao mù tuần trước rồi. Thôi được rồi. Rồi rồi, thôi thôi thôi, bây giờ tao ăn coi nha. Bối rối quá rồi, thôi đừng có gì tao gọi mày sau nha. Ok, rồi, 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 bye. Thưa ba, con mới đi học về. À. Có gì ăn không ba, con có bụng quá. Nói thì mày đi xuống dưới bếp mày kiếm cái gì mày ăn đi. Cô có gửi thơ cho ba nè. Được. Cái thơ này thì bà đưa cho má bà đọc đi rồi bà, má bà trả lời nha. Còn tao tao lo tao coi cái này tao kiếm tiền trả độ nè. Nè đi 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 xuống bếp tôi cái đi. Đi ngõ này. Ồ, ừ. Ba ơi. Bà ơi bà, tôi đang coi đá banh mà bị vai thua. Mấy bữa nay á có cái ông già này nè, ông đi theo ông ngoại, ông sợ quá. Được. Sợ để ngày mai con lên trường con mét cô giáo, thấy chưa? Không có tí má mày về đó mét má mày. Mai má mày cầm cái cây đi. Trời ơi, bây giờ người khùng nhiều lắm, thôi tôi lại bà xuống dưới nhà tôi đi. Ừ, ráng đi con, ráng, ráng. Trời ơi, chết. Lại đá banh nữa. Tối ngày sao không có gì coi ngoài cái đá banh ra hết hả? Ủa tôi coi là chuyện của tôi. Rồi bà xuống mà nghe radio đi. Rồi con nó về chưa? Về rồi, dưới bếp á, đang lục gì anh dưới á. Đó. Ngoài ơi, má có làm hai cái trứng. Trời ơi là trời, thiệt tình nhà có đúng hai cái trứng à. Mà tôi làm gì trả trứng cho con về nó đi học nó ăn mà ông cũng lấy lên đây ông chơi hết lần sao vậy ông? Mà nói sao vậy, ở dưới còn cái gì anh không? Không có, bà đi mua cơm hộp cho nó đi. Tiền đâu nữa không có hộp. Sáng giờ nói thiệt cái nhà xui gần chết rồi mà tôi nói thiệt với ông nha, ông nhắm mà mở được cái nhà này thì ở, còn không thôi làm ơn bán quýt giùm tôi cái đi. Mắc gì bán? Còn gì nữa, ông thấy ngày hôm nay không, tôi mặc cái áo lộng lẫy như vậy tính là để cho hên,
tưởng sao đi ra đường gặp ngay cái mẹ Tư quá chồng đó, gần ngay cạnh nhà đó, dẫn chó đi chơi mỗi buổi sáng à. Là trời ơi, tôi biết cái nghiệm đó tôi xui tận mạng rồi. Sáng nay tưởng là vô mánh rồi chứ. Ai nhà đâu, con Hồng đã đồng ý mua chiếc xe đó rồi, dẫn nó đi mua xe, về nhà lấy tiền chung kia thì hóa ra cái tủ không còn đồng bạc rồi hết ông ơi. Ở nhà bị anh trộm hả? Anh trộm cái gì? Thằng chồng nó đá gà thua hết sạch, về lấy tiền con trả chung cho người ta. Trời ơi, con chồng nó hơi, con Hồng nó hốc gần chết luôn vậy đó. Nè, rồi có tiền không, đưa tiền đi, đưa, mua cơm chỉ cho con đi. Đưa. Đâu? Đưa. Anh! Gì? Có tiền mua cơm chỉ hay đưa đi, con mua cơm chỉ cho con. Bà ơi, sáng thu hết độ rồi, giờ độ này nữa là cũng móc ra nè, tiền đâu con. Thôi được rồi, để cho nó nhịn đó luôn đi, tối với anh luôn nha. Tối ngày cứ đá đó. Bà nhắc tiền tôi mới nhớ nha. Gì? Nghĩ đến ông già tôi bực, có sao cả tháng nay bây giờ này ông chưa gửi tiền về cho tôi này trời. Thì em nghi là tự nhiên cái vụ mà ba đưa tiền cho anh để quay ngày giỗ của má mà anh không có quay đó, ông giận rồi. Tôi có làm giỗ đâu mà quay. Bộ tiền đó tôi nuốt mình tôi hả? Tiền đó bà thua để hết mớ rồi bà nói gì nữa. Gì? Bộ tưởng tôi muốn thua lắm hả? Tôi đánh giỏi ra con chuột chỗ. Ai muốn thua nào? Nhưng mà được, bà đừng có lo, tôi gửi hình giống rồi. Hình gì? Thì tôi lấy cái hình đám cưới con mà xấu á, tôi gửi giống. Trời ơi, hình đám cưới. Lúc này mắt ông yếu rồi, ông thấy cái hình trong đông là ông tưởng lắm, đám giỗ rồi, bà đừng lo nha. Rồi. Rồi. Mà chừng nào ba về vậy? Thì chừng ba bữa nữa ông về đó. Nói cái vụ đó là thấy lo lắng rồi nè. Bà khùng quá, ba về mà lo gì? Sao ông lo cho được? Hả? Tôi nói thiệt với ông nha, thì bây giờ tôi ngồi đây tôi nói chuyện ông rõ ràng đây nè. Hả? Ổng mà về hả? Ổng biết được á hả? Là mình không có cái tiệm bán giải hả? Lúc trước xin tiền ổng để mở tiệm bán giải. Bây giờ hả, nói buôn bán ấy ổng rồi kêu mỗi tháng ông gửi tiền về. Bây giờ ông về đây, tiền dài giải đã sạch giải đâu mà đưa cho ổng đây? Hả? Cái tối ngày lo ăn với nhậu rượu với chè ổng. Đá banh nữa nè. Tối ngày coi đá banh giết quá. Bà tắt cái tivi của tôi là tôi tắt cái radio của bà đó. Ông dám không? Bà nói gì bà nói, bà không được nói ăn nhậu với là đá banh. Trời ơi, bà đánh đề đó tôi có nói bà không? Ông dám nói không hả? Ông không có cá độ đá banh, tôi không có đánh đề thì hai đứa mình làm sao là vợ chồng với nhau được, phải không? Còn tôi nói cho ông biết nha, cái vụ mà cái tàu đánh cá của ông á, với lại cái vụ mà cái tiệm giải của tôi, ông ráng ông lo đi nghe chưa? Ông ráng nuốt hết đi nha, đừng có đưa tôi vô đó. Thôi được rồi nha, bà đừng có làm tôi rối trí nha. Tôi nói sao bà cứ làm y như vậy đi, không? Đừng có ý kiến cái cò gì hết trơn á, mệt quá à. Mẹ ơi, có gì ăn không? Mẹ con đói bụng quá à. Ôi trời ơi, tội nghiệp con gái của mẹ quá à. Nhưng mà giờ má nói cho con nghe nha, con đi qua nhà chú Tèo con chơi chút xíu đi. Rồi đợi ba coi xong cái trận đá banh này rồi á, ba dẫn hai má con mình đi ăn nha ông con. Đi ăn mài hả? Sao mới bị dạy vậy? Nhìn mặt ba là biết thua rồi. Ê, sáng giờ tao ăn thua nha, mày chù nữa hả? Mày má mày đói mà mày tưởng tao no á mày. Thôi đi chơi đi nha, rồi chừng nào ăn tôi kêu vậy. Thôi nghe lời ba đi con, đi đi con. Đói mà con bắt đi hoài. Chán ghê vậy đó. Ông ơi, tôi tính cái này nghe không? Tính cái gì? Ông mà coi xong cái trận đá banh này rồi á, thì hai vợ chồng mình ngưng chơi nghe không? Chơi gì? Thì chơi cá độ đá banh với lại chơi số đề. Lo dọn dẹp nhà cửa đi chứ không thôi rồi ông bà già tới đây rồi thấy nhà cửa kiểu này phải bàn kế hoạch nghe không? Chứ không thôi mà ông thấy kiểu này có nước hay chồng mình đi ăn mài luôn đó. Bà ơi, bà lo chuyện của bà đi, cái nghề nói xạo là nghề của tôi mà. À. Ủa? Alo, tôi chùa hả? Rồi, thua nữa rồi. Xong luôn. Rồi, mày đừng lo, rồi, sáng mai tao mang tiền qua cho. Ừ, được rồi, rồi, xong. Vợ chồng thằng Độ có ông nhà không vậy? Ra phụ khiêng đồ vô coi. Chết anh ơi, ai như tiếng của ba em á. Thế bà ơi, tôi lạy bà đây, bà thua đề riết rồi, cái tay bà nó lùng bùng nè. Bà khùng quá. Đề ơi, kêu chồng mày ra phụ khiêng đồ tao vô coi đề. Trời ơi, kêu đích danh con đề rồi kìa. Trời đất ơi, bực mình đi làm gì trong này vậy hả? Chết cha. Cái ba gì? Mới về. Trời ơi, tao còn sống rồi mày đã chết hồi nào. Sao bà nói ba bữa nữa bà mới về? Bà cái gì? Im đi. Cái chuyện đó tính sau. Bây giờ nè, ra khuyên hành lý tao vô không thôi. Tụi nó thỉnh bây giờ. Dạ. Em mời. Mẹ lên. Dạ. Mời ba vô nhà chơi ba. Ừ. Dạ. Trời ơi, ba khỏe không ba? Trời, khỏe.
Coi chừng đó nha. Từ từ anh. Trời ơi, bà ơi, bà mang cái gì nặng quá vậy bà? Ôi, bà đồ bận hàng ngày mà. Còn cái nữa. Dạ, dạ. Lẹ lên. Ê, đi chỗ khác. Đồ đục bây giờ. Trời đất tôi. Ừ. Dạ bà hả? Được con. Dạ. Coi chừng đó anh, có bị đụng bà. Chết rồi. Để đó đi. Sao rồi? Dạ. Cháu ngoại ta đâu? À, dạ, cháu ngoại của ba nó đi học mới về, xong nó qua cái cặp táp đây, cái rồi nó qua nhà hàng xóm nó chơi rồi ba ơi. À, để có gì con qua bên đó con kêu nó về nha ba. Lẹ lên. Dạ, ba nhờ chút nha ba, dạ. Anh lo cho ba nha ba. Dạ, em ơi, dạ. Em mua mấy chai rượu cho ba uống nha. Mua rượu. Sang ghê. Sáng sớm mua rượu hả mày? Con nói lộn. Em ơi, mua mấy chai nước ngọt, mua mấy chai nước ngọt. Ừ. Mời thiếu đi. Thì đi đi. Dạ, ba về, mời ba ngồi. Ba đi máy bay mà đúng không ba? Ờ. Cũng được. Ba có ăn uống gì chưa? À, tao ăn trên máy bay rồi. Dạ thôi rồi, bây giờ như này, giờ ba chờ đi. Ba chờ chút xíu cháu Hoài nó về đó rồi cả nhà mình đi ra nhà hàng ăn rồi con mướn khách sạn đó ba ở chứ nhà con nó chật chội lắm. Khỏi. Kỳ này tao về chắc tao ở với tụi bay. Khách sạn nó xếp gì cho tốn tiền. Ha. Tao dễ lắm kiếm cái chỗ nào dắt cái mùng lên. Dạ. Để cho mũi khỏi chích là tao được vui rồi. Dạ ba. Ừ. Ba về đây thăm con thăm cháu á là tụi con vui lắm rồi. Mày làm gì mày run dữ vậy? Dạ không. Dạ thưa ba, con gặp ba con xúc động hả? Ừ, dạ con xúc động hả? Dạ. Tao nghĩ mày đi xúc miệng đi, miệng mày hôi hèm quá. Đâu không à? Dạ không, nãy con coi đám ăn con uống chơi nè. Nhưng mà ba ơi, ba về đây thăm con thăm cháu rồi tụi con vui rồi. Tiền bạc là chuyện nhỏ để tụi con lo. Ờ, chuyện nhỏ. Ngoại ơi, thưa ông ngoại đi con. Ờ, ngoại nó về ba nha. Dạ, ngoại đó ba. Chào ngoại. Trời ơi, Hoài đấy hả? Trời đất ơi. Dễ thương quá cho ngoại không nghe kìa. Trời đất ơi, tụi mày khéo đẻ thiệt đó nha. Đẹp quá trời, rồi như là tài tử Trung Tử Di vậy đó. Y chang bà ngoại mày ở đó à. Ủa, tao quên. Bà ngoại đâu có đẹp chứ vậy. Sao không? Lúc này học có giỏi không? Thưa ngoại, con học giỏi. Ồ. À thôi con, bây giờ con dẫn ông ngoại vô nhà rửa mặt nha, rồi chờ chút nữa rồi mình đi ăn nhà hàng, ăn được không ngoại? Ăn thiệt hả? Ăn thiệt. Ăn thiệt nữa, ông thiệt con sao? Con đưa ngoại xuống nhà hàng. À, con nhà sau rửa mặt đi rồi mình đi ăn nha con nha. Đi con. Trước khi ăn nhà hàng, hai ông cháu mình ra nhà sau rửa mặt. Đó. Ừ, đó. Ngoại có quà cho con nè. Rồi dẫn ông đi nha con. Đâu cho nè. Ôi trời. Từ từ con. Em ơi. Dạ. Anh không biết ba nói chơi hay nói giỡn nha. Ba nói vậy anh. Mà ba nói chuyến này ba về đây ở luôn với mình rồi. Trời ơi, ở luôn. Chết rồi. Trời ơi, ở luôn rồi. Giờ sao giờ đây? Trời ơi. Trời ơi, em làm cái gì vậy? Anh đang rối em. Làm rối em á. Chứ giờ sao giờ? Thôi bây giờ như thế này đi. Nín thở qua xong. Bây giờ em lo. Em mượn mớ tiền đi. Lo cho đêm nay đi rồi mai tính sau. Đi. Trời đi ơi. Đi. Mà mượn đâu? Thì qua con Hồng đó. Trời ơi, đã nói là con Hồng hết sạch tiền rồi, lấy tiền nó ra mượn. Trời ơi, trời ơi. Có kế rồi. Kế rồi hả? Bây giờ em lo ở nhà đối phó với ba nha. Ừ. Anh còn cái đồng hồ này anh qua anh cầm cho anh tới chùa. Ha? Sau đó là ngày mai mình tính. Rồi, rồi. Đi. Lẹ đi nhanh. Đi. Thôi, dạ. Tối lắm rồi đó. Dạ, đâu rồi đi. Bố. Trời ạ, bố mới về. Bố sao bố mới về, bố nói vợ chồng con ra ngoài phía trường đón. Không dám làm phiền anh chị. Cũng về mấy hôm rồi. Mấy hôm rồi bố ở đâu? Khách sạn. Trời ơi, con lo quá bố ạ. À. Cả tháng nay con không có thấy bố gửi tiền, con sợ bố bệnh. Dạ, vâng. Anh lo cho tôi lắm nhỉ? Dạ vâng. Được rồi, anh yên tâm đi, còn nhiều chuyện để anh lo lắm. Dạ vâng. Em ơi! Em ơi! Mời ông ngoại với lại cháu ngoài lên đây chứ. Bố ơi, ngày hôm nay vui quá, cả nhà mình ăn mừng. Ông ngoại cháu ngoài mới về đấy, ở bên Pháp về đấy. Bố đi đi con. Thưa ông nội đi con. Ông... Cái gì đây con? Gì cái, đó? Gì? Cái gì? Cái gì con? Cháu này là ông đi theo con hoài nè. Con ơi con không được hỗn đạt, khoanh tay chào ông nội ngay. Ông nội đấy. Cháu ông nội. Sang đây. Nội làm con sợ quá à. Ông nội xin lỗi cháu. Ôi cháu của tôi đây hả? Lớn thế nhỉ?
ông ấy tại vì có lý do thành thử là ông ấy làm cho con sợ thôi, thế ông nội xin lỗi con nhá. Dạ 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 thứ ba, dạ đây là ông ngoại của cháu Hoài từ bên Pháp mới về. Dạ con thứ ba, vậy đây là ba là ông nội của cháu Hoài dạ từ bên Mỹ mới về. Oh bonjour monsieur, vui quá vui quá. Dạ vâng, cháu Siro. Oh thế à, hôm nay đông đủ nhỉ? Dạ vâng. Thôi bây giờ như thế này à, để kỷ niệm cái ngày mà vui vẻ là bố về với lại ba về đấy, thì thôi con đề nghị con mời cả nhà mình đi ăn ra nhà hàng đi. Dạ. Ra nhà hàng ăn thì có gì nói chuyện sau. Dạ, nhé. Đi ăn hả ba ha? Dạ, ừ. Ba không à, ba đâu có tiền đâu mà ba trả. Không sao đâu con, có gì để ông ngoại bao cho. Ông ngoại, tôi cũng muốn đi nhưng mà thôi bây giờ nó hẳn còn sớm, thôi thì anh xui cho tôi chiều rồi mình đi ăn luôn. Chiều, tôi muốn hả? Nói chuyện với lại con tôi một tí. Vâng. Nhưng mà ông ngoại con đói bụng quá, sáng này con không có ăn gì hết á. Đấy lại lộn rồi, ông ngoại bên này đây là ông nội. Ông nội, ơi, ông biết là con đói thôi thì bây giờ ông cho tiền cháu nhá. Cháu ra cháu ăn đỡ quà gì đi, rồi xong rồi về rồi ông cháu mình đi ăn nhá. Ừ. Thôi ngoan. Bố cứ cho tiền nó về nó đâm ư nhà con. Ôi giời, tiền tao cho cháu tao chứ phải cho mày đâu. Đi đi con nhá. Đi cho con. Tội nghiệp. Nói xanh cả mặt rồi. Anh Xui ạ. Dạ. Thế à, hôm nay đi tôi về để không ngoài mục đích là tôi muốn nói chuyện với con thôi. Chuyện nếu chuyện có quan trọng không? Ôi, nó cũng không quan trọng gì lắm. Thế nếu mà thôi nếu mà anh có chuyện nói chuyện với con thì xin phép tôi ra làm sao? Không có việc gì. Không có việc gì. Ông anh cứ ngồi đây. Nếu mà ông anh không ngại thì cứ ngồi đây. Dạ mời bác ngồi. Anh em mình mới vừa gặp nhau ấy mà. Sao hả? Vâng. Tôi mời anh ngồi đây. Hôm nay đi nói thật với anh cũng chả có gì, tôi thì hiền từ lắm. Thấy rồi. Và anh em mình không gặp nhau lại đâm ra không hiểu tính nhau. Thế ngày hôm nay tôi về thì tôi cũng mời nó, mời con cái lại đây để tôi chửi thằng mất dạy này này. Đấy, tôi hiền không? Tôi chửi thằng mất dạy này nó con tôi. Giờ anh xin phép anh cho tôi chửi nó nhé. Hả? Bố làm gì dữ vậy? Ba với bố gì cái ngữ mày dữ à? Tao không chém mày là bẩn khúc đấy. Là tao nhân nhượng, tao thương mày lắm rồi. Bây giờ mày nghe tao hỏi đây. Cái nhà này với cái nhà ngày xưa, cái nhà này được mấy mét? Dạ thưa bố, cái nhà này bề ngang 2 mét, nhà bề dài 2 mét, nhà bề sâu cũng 2 mét. Tôi tính cái hộp vậy. Cái nhà 2 mét mày cảm thấy nó rộng hơn cái chỗ đậu xe nhà mình ngày xưa không? Hả? Tao để lại cho mày một cái nhà to đùng, bây giờ mày bán đi đâu? Hả? Mày bán đi đâu để mày ở cái nhà như cái ổ chuột như thế này? Hả? Nhưng mà bố ơi, con nói bố rồi, là con phải bán đi để con mua cái tàu đánh. Đánh đồ chứ gì? Hả? Mày đánh đồ chứ gì? À, không có. Mày khỏi cần giấu tao, tao biết hết rồi nhá. Mày đấy, lúc thì 1.000, lúc thì 500. Mày điện thoại tao mày nói liên tục. Mày nói bây giờ đấy, cái việc làm ăn của mày không đủ tiền để mày trả cho thủy thủ vì biển động hạ bố mày à? Hả? Đâu có đâu bố. Mày đánh độ mà mày bảo biển động là động cái gì? Không. Đi. Thế mỗi tháng tao gửi mày 100 để mày lo cho con mày ăn học, thế mày lo cho nó không? Bố nói sao vậy? Con vẫn lo. Mày lo ăn nhậu chứ gì, phải không? Mỗi ngày mày nhậu mấy cữ làm tao không biết à? Hả? Mày còn đi lừa cả tao. Mày lừa tao, mày bảo là bố ơi gửi tiền về cho con làm dỗ mẹ. Mày dỗ ai ăn? Rồi mày còn lừa luôn cả tao, mày bảo tao bảo mày quay phim đám dỗ mẹ mày để cho tao nhìn bà con xóm giềng. Cái phim hư rồi. Hư hả?
Thôi được rồi, mày nói hư thì tao biết hư. Dạ. Yeah. Mày gửi hình sang cho tao xem. Dạ. Yeah. Đám dỗ mà. Và vâng, đám dỗ. Đám dỗ, hình đám dỗ đông quá nhỉ? Dạ vâng, đông hình lắm. Đám dỗ mà có chúc trăm năm hạnh phúc. Hình đám dỗ mà có chữ tân hôn. Hình đám dỗ mà hai con bồ câu cắn trái tim nó đưa mẹ mày về trời. À. Mày tao đâu có đuôi. Xin lỗi mày, sạn trong đầu mày tao moi còn ra nhá. Nhá. Yeah. Mắt tao còn hơn cả tia laser. Nhá. Yeah. Yeah. Tao đi vòng vòng ở xóm này tao biết hết rồi. Mày đấy, lừa lọc luôn cả bố mày. Con thưa bố, bố hàng xóm nó thấy là con là có bố với lại ba ở nước ngoài gửi về, họ họ ghét, họ nói với tao chứ từ con vẫn lo chứ. Phải con... rồi. Họ ghét. Dạ. Yeah. Họ ghét về cái nhậu của mày đây này. Này tiến sư nhà mày. Đây mày đánh cá đây hả? Cá này đây mày hốt về nhà đây hả? Tao mà không nể thì tao phan cái này vào đầu mày nhá. Thôi 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 thôi. Anh Xuân, tôi nói thật với anh nhá. Ngày hôm nay có mặt anh rồi nhá. Tôi quyết định tôi cắt đứt tình cha con với thằng. Bố, con lại bố. Bố có giận con, bố giận nhưng mà được còn cháu Hoài đó bố. Cháu nội của bố con lại bố. Thế mày bảo mày lo cho nó ăn uống mà. Dạ có mà. Con có lo cho nó mà. Mày lo cho nó mà mặt nó xanh lè như lúc nãy à? Con có lo cho nó ăn đồ biển đâu bố. Đồ biển lắm luôn. Dạ vâng. Rồi anh ơi, nó cho cháu tôi ăn đồ biển. Tôi chả thấy biển gì tí tẹo nữa. Con nhỏ lại vào bệnh viện truyền nước biển còn hơn là ăn đồ biển. Tao không cần biết mày cho nó ăn cái gì nhá. Đồ biển hả? Đồ biển mày biết tên Anh nó gọi là cái gì không? Dạ thưa bố không. Là seafood đó. Dạ. Nhưng mà ông đấy cần hiểu cái chữ si đó là biển. Mà ông biết cái chữ si đó là nhìn. Dạ. Nhá. Còn food là thức ăn. Thế mày cho nó nhìn thức ăn đấy hả? Dạ. Trời ơi. Bố có giận con, bố giận. Nhưng mà bố nghĩ đến cháu Hoài, cháu nội bố. Yên tâm đi. Tao không cần phải nhờ đến mặt mày lo cho cháu ta. Nhá. Tao gửi chú Thiên Tám lo rồi. Nhá. Không cần phải nhờ đến mày. Ba nghĩ lại mà ba thương cho vợ chồng con với cháu Hoài đi ba. Trời ơi, vợ chồng con lúc nào cũng nhớ tới ba hết á. Đẻ. Dạ. Con là con dâu của bố. Bố không dám đá động đến con. Bởi ngày hôm nay có mặt ba con ở đây. Ngộ nhớ mà con làm mà bố nóng lên, bố chửi tiên siêu bố nhà con hỏa con đề thì thế nào? Phải động chạm đến anh, đúng không anh? Đúng không? Đúng, quy. Vâng. Con của bố, bố có quyền xử nó. Ừ. Anh nói vậy là không đúng rồi. Con hư thì phải xử cho đồng đều. Nãy giờ đó lẽ là tôi không muốn nói câu chuyện này ra. Nhưng mà thấy anh xử thằng con trai rồi thì xin phép anh cho tôi được phép xử cái con đề này của tôi. Excuse me more. Mời anh ngồi. Vâng, thế thôi rước anh. Tôi nổi điên với bọn này. Đề. Dạ. Bà gọi mày đi đâu vậy? Dạ đâu có đi đâu đâu. Ra đây. Dạ. Mày xin tiền ba mở sập giải để buôn bán. Lúc này cái sập giải buôn bán sao rồi con? Trời ơi, đông khách lắm ba ơi. Nhưng mà tự nhiên con nghe ba về đây đó. Bởi vậy đâu con mới đóng cửa tiệm lại. Dạ. Để lo cho ba cho nó đàng hoàng đó mà ba. Dạ. Dạ. Tốn gì ba lắm á. Lo cho tao đàng hoàng. Dạ. Để rước tao về đây chơi. Dạ. Á. Dạ, 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 đó, ba. Chơi số đề đó phải không? Má mày đặt tên mày đúng quá mà. Cách đây một tháng mày có điện cho tao, mày nói là gửi tiền về cho mày để lo cái vụ bú của chồng mày. Sao lúc này nó còn bú không? Dạ, nó dứt sữa lâu lắm rồi mà còn không. Bíu bị bíu chứ không phải. Anh bảo nó bị bíu à? Bíu. Ừ. Tiên sư mày nói xạo thì mày còn chừa chỗ cho dòng họ nhà tao nói quá nhá. Sao mày phét thế hả? Tao đẻ mày ra không có một hột mụn, bây giờ mày tự dưng mày mọc biếu biếu ở đâu ra hả? Mày nhìn xem cái tướng mày đi, voi giật mày 8 hôm chưa chết, mày bảo mày biếu. Hôm nay không có anh xui nhá,
tao nổi điên, tao với mày chơi tay đôi luôn. Mày sợ lắm hả? Mày có tin là tao viết một phát thôi mày nằm chung vào trong tivi đó, mày nằm luôn với mấy đội banh nhà mày không? Cái bàn tổ nhà mày đây. Từ từ anh Xuân, dằn xuống anh Chu, tôi đang xử gái tôi mà, anh để dành chút hơi sức để ngồi nghỉ đi. Nè, tôi nói anh nghe, rõ ràng anh thấy đó, đâu phải là một mình con trai của anh Hư đâu, mà cái chuyện lừa cha dối mẹ đó cũng có phần hùng của con gái tôi nữa, anh thấy không? Đây. Dạ. Kể từ ngày hôm nay, tao tuyên bố là cắt đứt tình cha con với mày. Nghe chưa? Bữa nay hoặc là ngày mai, trễ nhất là tao sẽ trở về Ba Kim. Trời ơi ba. Tôi về Mỹ luôn. Đúng. Moi non suis, merci toi. Non suis ya. Mà đoá ta ra muốn bố lùa. Mà chui. Gì? Mình có giận con thì giận, chơi cái đấy là chơi người ngoài, không có chơi với con cái. Chơi với con cái rồi sau này gỡ nó mệt lắm. Tôi chơi cái gì? Anh mới chơi bùa đấy. Trời, tôi chơi bùa nào? Tôi thấy anh vẽ trong mặt người ta. Ôi trời, anh ơi, tôi nói tiếng Tây gì đó. Trời đất ơi. Tiếng Tây gì? Trời đất ơi. Moi non merci toi là tôi không nhân nhượng nó. Non suya là không có anh ở đây đó, là tôi đá anh ra đường rồi. Boulevard là đường đó. Ủa, anh đọc tiếng Tây mà cứ như tiếng Miên, sao cứ tưởng là anh tiếng Ái chưa buồn. Thì giận quá thì nhớ tới đâu nói tới đó mà. Tôi còn nổi điên này, anh chửi nó đi. Còn nữa, anh dạ. Hai vợ chồng tụi bay tối ngày đó ăn nhậu cờ bạc, hả? Không có lo gì cho con hết trơn. Con Hoài, dạ. Nó học giỏi, nó được lãnh thưởng. Những lần mà nó học giỏi lãnh thưởng đó, sao không có mặt tụi bay, hả? Trời ơi, nó nói xạo đó ba. Xạo hả? Dạ. Mày còn nói nữa hả? Dạ. Hơi là tao có bằng chứng đây nè. Đây là cái thơ của cô giáo nó gửi, hả? Đây nè, cô giáo đó đã nói là tại sao con Hoài nó đi học có bữa trễ, rồi vô trong lớp nó xỉu là gì đói. Tụi bay lo cho nó quá hả? Hả? Tụi bay làm cha mẹ chỗ nào vậy? Thôi, đừng nói với bọn này mất công mỏi mồm. Tôi không muốn nữa. Tôi đi về. Tôi cũng vậy luôn. Bố. Nói không nói, đừng có bỏ ba mẹ con mà. Trời ơi. Chúng mày nhìn đi. Ôi, merci Buddha. Trời ơi, tụi bay thấy chưa? Tụi bay tệ như vậy mà còn có đứa con có hiếu. Trời ơi. Dạ thưa bố, dạ thưa ba, dạ, hồi nào cũng nhờ vợ chồng con nó gạt bố nó gạt ba tại ham vui chơi xong, xin bố xin ba tha lỗi cho vợ chồng con. Dạ con xin lỗi ba, dạ con hứa từ nay về sau con sẽ lo cho cháu Hoài đàng hoàng ba, con sẽ bỏ cờ bạc không có đánh đề nữa đâu ba, ba tha cho con nha ba. Hoài, má lỗi con nha. Má biết là má không có lo cho con đầy đủ như mà từ về sau má hứa là má sẽ lo cho con đầy đủ nha con. Má xin lỗi con Hoàng. Ai chưa? Dạ. Chị muốn hỏi ý tay một tí. Chuyện gì? Cuối cùng mẹ cũng phải biết cháu rồi. Bố mẹ nhưng mà may là cháu không phải. Thôi thì tôi thấy bọn nó cũng có thành ý đấy. Anh thì anh tính như thế nào? Tôi thì không biết ý anh sao chứ. Tôi cũng nghi rằng không biết có thành thật không. Mà tôi thế này, con cái của mình nó hư thì mình phải dạy.
Nhưng mà Hùng dữ không nợ anh thì con. Thôi thì cứ cho bọn nó một cơ hội đi, để cho bọn nó làm lại từ đầu nhé. Anh về đây con. Tính gì đi. Này. Dạ. Có lẽ là tao về lần này rồi, không biết là tao còn về được nữa không. Bố, con cái mà đẻ ra hư thối gì thì tao cũng phải chịu. Nhưng mà thấy mày không có thành ý thì không, bố cũng tha cho bọn mày một lần. Cảm ơn bố. Dáng cố gắng mà làm ăn, lo lắng cho con cái, cho nó ăn học cho thành đạt nhá. Dạ. Thôi mọi chuyện bỏ qua hết đi ha. Hôm nay có anh đây là tôi vui rồi nhá. Thôi quên đi, không có gì để khóc nhá con nhá. Rồi. Ông nội xin lỗi con. Thôi thì bây giờ để kỷ niệm cái ngày vui hôm nay. Dạ. Tôi cũng xin mời anh Xui với lại dẫn mấy đứa này đi lại lằn nướng, mình ăn bữa để cho vui đi nha. Thôi quyết định như thế đi. Mà để con trả tiền cho bà với bố nha. Bà đâu có tiền đâu mà bà trả. Còn à. Thấy cháu ngoại tôi không? Bố đẹp giống anh lại lằn giống tôi. Mà bố nó thì đọc cái nổ không đúng chỗ. Giờ đi chưa? Thế bây giờ là giữa tôi với anh thôi, để hôm nay tôi đãi. Ôi, thôi đừng có dành chi bất công. Tôi với anh Hùng. Được không? Quang Hư. Thôi thế mình hùn nhau nhá. Rồi, thôi đi. Thế mình đi đi. Rồi, đó cái đón lên chơi coi coi. Phải đợi rồi. Thôi. Rồi. Bây giờ rồi, kính vừa rồi. Thật với anh nhá, hôm nay gặp được anh mà giải quyết được việc này tôi cũng vui. Tôi cũng vui. Thôi đi nhá. Mời ba. Đi.